Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Kê Thân. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với clip gọi là Luxury. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với mã VIP, từ VIP 1 đến VIP 40. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đợt đầu tiên của sản phẩm phao lông vũ. Và giá của một sản phẩm ở trên kênh của em ngày hôm nay, ở trên cái clip đặc biệt này, sẽ là 800.000 cho một sản phẩm. Bao check chính hãng toàn quốc, 3 mở hàng ra kiểm tra và bao ship. Và ngay bây giờ để biết tại sao giá nó sẽ là 800.000. Và đây là clip demo nhá. Ai thích săn trước thì săn thôi. Chứ còn sau cái clip này thì sẽ còn rất là lâu nữa. Chắc là khoảng phải tháng nữa thì mới bắt đầu lên clip phao. Em sẽ lên một clip phao demo trước. Và đây đều là tất cả những sản phẩm cực kỳ đẹp của đầu mùa năm nay. Và ngay bây giờ để không mất thời gian, hãy cùng Cường Kê Thân khám phá mã VIP ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ đến ngay với mã VIP 1 phao lông vũ anh em nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con áo phao của thương hiệu Adidas. Và tất cả những sản phẩm áo phao kiểu như thế này thì giá mua mới chắc chắn là phải tầm giá là 2-3 triệu cho một con. Và đây đều là những sản phẩm mà em đã kiểu gọi là chọn lọc rất là kỹ rồi. Mã 1, rộng vai 48, dài 73 và độ rộng bụng sẽ 53. Con này màu xanh tím than. Form size sẽ là form size M. Tay bình thường nhé. Tay con này là tay suông. Tí nữa có cả giờ not fade các kiểu nhá. Thế nên là anh em cứ lưu ý kỹ là cứ từ từ mà săn thôi. Clip này em cũng sẽ làm thật là chậm thôi nhá. Đây là phao lông vũ ạ. Con này thì mặc cho mùa gọi là mùa siêu lạnh nhá. 6572, cân nặng 60-70kg, tay suông mặc giúp em. Mã này của chúng ta sẽ là mã VIP 1 và độ mới áo là trên 95%. Bởi vì hàng đầu mùa demo thế nên là cái hàng ấy con nào ra con đấy luôn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con phao của New Balance này. Mọi năm anh em biết em bán con này đầu mùa là bao nhiêu tiền không? Rẻ nhất thì cũng phải 900.000. Rộng vai 48, dài 76 và độ rộng bụng sẽ 55. Đây là hàng đầu mùa và em lọc ra trong 13 kiện ra những cái con kiểu đầu mùa như thế này. Thế nên là đầu mùa ấy, anh em mà săn ấy, sẽ luôn luôn được những sản phẩm ngon nhất nhé. 6572, cân nặng 60-70, em cao 1m73 và nó gần đến đùi một chút. Và đây là một con phao của New Balance với giá mua mới là 4.8 triệu. Thì chúng ta sẽ mua nó với giá bao nhiêu? 800.000 bao ship ạ. Thực ra là cái clip này là clip demo thôi, ai mua thì mua thôi ạ. Cái vấn đề ở chỗ là cái hàng này thì phải săn từ đầu mùa. Và bọn em thì bọn em sẽ chạy sớm nhé. Đây là một con New Balance cực kỳ đẹp. Anh em biết rồi, đến giữa mùa thì các cái sản phẩm nó sẽ kiểu không được đẹp như này đâu. Và những cái kiện như này nó rất là ít hàng. Con này cũng khá là nặng đấy, nó vừa lông vũ vừa là bông ép. Thế nên là nó sẽ khá là dày. Mã 2. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 3. Và chúng ta sẽ đến với siêu phẩm The North Face. Lông vũ The North Face. The North Face mà bán 800.000 như này mà là lông vũ thì cực kỳ là rẻ. Chứ không phải là rẻ bình thường nha anh em nhé. Nó sẽ có logo The North Face ở đây. Và con này tiếp tục là size M. Đây, em sẽ test khóa luôn cho mọi người. Con này cũng là size M chuẩn luôn. 6572, cân nặng 60-68. Hàng của The North Face chính hãng. Con này mua mới là hơn 7 triệu. Và giá ở trên live hôm nay sẽ là 800.000 cho một mã. Rẻ hơn em không bán nhá. Rẻ hơn không mặc cả. Nhà em là không mặc cả. Mã này của chúng ta sẽ là mã 3. Một em The North Face hàng Hàn. Và chúng ta sẽ có mã là mã VIP 3. VIP 4 á. Lông vũ hết nhá. VIP 4 chúng ta sẽ đến với Adidas lông vũ. Chúng ta sẽ đến ngay với một con Adidas cũng khá nhẹ thôi. Con này thì lông vũ thôi, không có bông ép, không có cái gọi là lớp giữ nhiệt quá dày giống như bọn kia thì nó không bị nặng. Rộng vai 50, dài 74 và độ rộng bụng 60. Tay là tay bo nhé. Và áo là áo gọi là áo phao bóng. Con này thì form size của nó sẽ là 6572, cân nặng 60-70 này. Form size chuẩn. Áo chính hãng của Adidas, lông vũ và nó là áo phao cực kỳ đẹp. Mấy cái mã này thì chắc chắn là phải anh em sành chơi thì anh em mới chơi thời điểm này. Bởi vì mua thời điểm này nó hơi sớm ấy. Mã này mã 4 ạ, mã 5 ạ. Mã 5 chúng ta sẽ đến với The North Face Never Stop. Đây, áo chính hãng của The North đây. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng 53. Anh em biết là thậm chí có những cái con The North Face 700 nhé. Em nói thật với anh em luôn là năm ngoái em có những người họ đặt mua mà không có hàng mà bán luôn ấy. Con này 6572, cân nặng 60-68 ấy.
hàng của The Knot 800.000 nhá. Đầu mùa thì mới có những cái mã như này, chứ còn đến giữa mùa là không có đâu. Thế nên anh em nào mà biết chơi thì anh em săn trước giúp em. Mã này của chúng ta cũng là size M, 6572, cân nặng 60-68 ạ. Và đây là VIP 5. VIP 6. VIP 6 chúng ta sẽ đến một con phao lông vũ của thương hiệu Nike. Con này màu kem nhá. Áo lông vũ của Nike. Và mọi người biết là cái con này nó cực kỳ đắt luôn ý. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng 58. Em bao check chính hãng toàn quốc nhé. Đây là một con phao khá dày của Nike. Đây, áo của Nike khóa khiếc ngon lành rồi. Con này ở trong kiện Hàn Quốc ạ. Mã này của chúng ta sẽ là 6572 và cân nặng là 60-70, hàng của Nike. Mấy cái mã này là bắt buộc là phải săn luôn nha anh em nhé. Sau like không hỏi lại đâu. Anh em nhìn này, mấy con này là mấy con phao để cho anh em mặc cho cái mùa gọi là mùa siêu siêu lạnh luôn ấy, chứ không phải là lạnh bình thường. Năm nay sẽ dự báo là một năm cực kỳ lạnh. Mấy cái mã này chắc chắn em sẽ không giảm giá đâu. Đây là mã VIP 6, hàng của Nike, dày lắm. 6572 cân nặng 60-70. VIP 7, chúng ta sẽ đến với Polar Ham màu rêu. Rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 48. Con này cũng là lông vũ. Và phần mũ này là lông thật. Hàng cực kỳ đẹp. Đây, 6572 cân nặng 60-68 luôn ạ. Hàng của Polar Ham. Giá chỉ có 800 thôi. Và giá này đối với cả phao ấy là siêu rẻ nhá. Anh em có thể nhìn thấy cái chất lượng của từng sản phẩm một. Đã là hàng luxury, em còn để mã là mã VIP thì anh em phải biết nó đắt như thế nào. Mấy con này mua không bao giờ có giá dưới 2-3 triệu luôn. Đây là mã 7. Mã 8 ạ. Mã 8 chúng ta sẽ đến một con phao lông vũ của thương hiệu Order. Demo một clip thôi. Sau đấy là lạnh hẳn thì em bắt đầu em mới bán. Rộng vai 42, dài 80 và độ rộng 50, hàng của Order. Chúng ta sẽ có một con phao lông vũ siêu đẹp màu kem. Bọn này thì không phải test tiếc gì cả, bởi vì là hàng này là hàng lọc rồi. Đẹp chưa? Chúng ta sẽ có form size 6572, cân nặng 60-70 nhé. Tay rộng và mọi người nhìn đến cả những cái gọi là những cái chọn ở phần cổ tay này này, là em chọn rất là kỹ luôn. Khóa khiếc các thứ em test hết rồi, thế nên là em mới dám lên cái clip này. Đây, mũ lông thật. Và mã này là mã 8. VIP 9 ạ. VIP 9 chúng ta sẽ đến với một con hàng của Zara. Con này về thì anh em bỏ ra thêm khoảng đây, bỏ ra thêm khoảng 3-4 chục nữa để giặt là giúp em nhé. Rộng vai 48, dài 72 và độ rộng bụng là 55. Bởi vì con này màu nó là màu sáng ấy, thế nên là anh em vui lòng là gọi là giặt là trước giúp em. Áo nó đẹp như thế này cơ mà. Đây, 6572 cân nặng 60-70. Mã này cũng sẽ là 800. Với một cái clip như này thì em khẳng định với mọi người luôn là bán được, sẽ được gần hết. Mã 9 á, mã 10. Khách nhà em rất nhiều tiền, thế nên là họ sẽ chỉ chọn những cái con kiểu như này thôi. Mã mấy đây? Không thấy dán mã em. Tem hàn này. Allofin. Chúng ta sẽ đến với mã 10. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 55. Con này lớp lót giữ nhiệt của nó nhé, với cả lớp lông vũ của nó còn nguyên. Con này ghi size là size 100. Màu của nó sẽ là màu vàng đen. Mọi người nhìn con áo nó chất lượng như thế này cơ mà. Đây, 6572 cân nặng 60-70. Tí nữa cũng có size L đấy. Hàng phi la phi lủng, size L nhiều. Cứ từ từ mà săn anh em nhá. Cái này thì cũng không vội đâu. Nhưng mà nếu mà mấy cái con mà nó kiểu siêu ấm, siêu đẹp như này thì em nghĩ là săn ngay bây giờ là hợp lý nhất đấy. Bởi vì là vào giữa mùa thì hàng nó sẽ ít hơn. Cứ đầu mùa mà săn là đẹp nhất. VIP 10, VIP 11 ạ. Adidas lông vũ. Đẹp chưa? Rộng vai 48, dài 72 và độ rộng bụng là 55. 6572 cân nặng 60-70. Thực ra mấy mã này cứ 65kg mặc trở lên là đẹp hơn đấy. Adidas chính hãng, khóa thiếc nhá. Đẹp như thế này cơ mà. 6572 cân nặng 60-70. Hàng của Adidas lông vũ. Giá quá rẻ rồi, 800. Ba mở hàng đang kiểm tra với mã sẽ là mã 11. 12 ạ. 12 chúng ta sẽ đến với một con The Knot Face.
chính hãng. Con này size S nhá. Hàng của The Knot. Rộng vai 37, 38, dài 60, độ rộng 42. Con này mặc size S. Con này mấy anh mà người nhỏ nhỏ mặc giúp em. Lông vũ của The Knot. Lúc nào bán cũng được anh em ạ. Không phải đầu mùa, giữa mùa, cuối mùa bán được hết. Riêng The Knot Face. Đây. Dưới 1m68 và dưới 64kg nhé. Mặc giúp em mã này. Đây là VIP 12. Có khi lên 30 mã rồi. Lên nhiều quá về sau không có hàng bán. Đây là VIP 12 nhá. Mũ con này tháo ra được. Có khóa đấy. VIP 13. VIP 13 chúng ta sẽ đến với rộng vai 50, dài 75 và độ rộng bụng 62. Và chúng ta sẽ đến một con áo lông vũ của thương hiệu Convert. Áo của Convert. Nói chung là với cái giá này thì con nào chơi cũng được. Mã này của chúng ta sẽ là 6572 cân nặng 60-70. Và con áo Convert này là một con màu đen full. Đây em sẽ đứng xa xa cho mọi người nhìn. Nó sẽ qua đùi một chút. Đến đùi, đến tầm vừa đùi. Cứ 6572 là trong cái khoảng size đấy là mặc sẽ rất là đẹp. Mã này của chúng ta sẽ là mã 13. Lông vũ 100%. 14. 14 chúng ta sẽ đến với Zip. Đẹp. Đây là một con siêu dày của Zip. Màu cũng đẹp luôn, đây là màu rêu. Ngoại trừ nhá, lông vũ nhá, nó còn bông ép, xong còn có thể thêm một cái lớp lót tay ở phía bên trong để anh em đi xe máy nữa. 6572 cân nặng 60 đến 75kg. Hàng của Zip. Mọi người không thể biết là nó xịn nhà đâu, mọi người nhìn cái khóa khiếc các thứ của nó này. Đấy, áo nó dã man như thế này thì bán giá này nó mới trôi được chứ anh em. 800. Mã này của chúng ta sẽ là mã 14. 15 ạ. 15 chúng ta sẽ đến với Fila. Con này size to này. Con này size L. 6875 cân nặng 6575. Rộng vai à, con này nó chỉ rộng thôi chứ nó không quá dài đâu. Rộng vai 55, dài 69-70, độ rộng 60. Lông vũ. Con này nó chỉ rộng thôi chứ nó không dài quá anh em ạ. Đây. Đây là một con áo trong kiện hàn. Đẹp chưa? Con này 65 đến 75kg. Nhưng mà chiều cao từ 65 đến 72 hoặc 75 là hết cỡ nhá. Lông vũ nó rất là kiểu dày ấy. Đây là mã 15. Hàng của Fila. 16 ạ. Bỏ mã này đi em ơi. Đây nó chỉ là một cái dạng là... Thôi thế thôi để anh lên nốt đi. 16 chúng ta sẽ đến với phao nhẹ nhá. Của Adidas. Rộng vai 47, dài 73 và độ rộng 52. Đối với cả con Adidas này thì mọi người em sẽ để giá con này sẽ là 600.000 cho mọi người. Nó mỏng hơn ấy ạ. Tức là nó không phải phao béo, nó chỉ là phao nhẹ thôi. Của Adidas. 6572 cân nặng 60-68 luôn này. Ai chơi được thì chơi đấy nhá. Em không muốn bỏ mã. Thực ra là phao này rất tốn diện tích anh em ạ. Đây là mã 16. Adidas chính hãng. 17. Pony à? Dã man chưa? Pony size 105. Lông vũ rất đẹp của Pony. Tem hàn. Cốt kiếc đầy đủ. Rộng vai 50, dài 74 và độ rộng bụng 60. Con này phối màu là màu xanh đen. Đây là một cái thương hiệu mà làm sản phẩm lông vũ cực kỳ đẹp luôn. Anh em mùa đông ấy, em nói thật luôn là anh em chỉ cần một con áo này là chấp hết mùa đông đại hàn. Kể cả nó có lạnh hơn nữa thì nó vẫn ok nhá. 6572 cân nặng 60-68 này. Mọi người mà sờ được nó bên ngoài mọi người mới biết là tại sao mà em lại nói là cái hàng hôm nay nó rất là đẹp và nó rất là đắt. Đây là mã 17, 18 ạ. 18 chúng ta sẽ đến với một con mặc được hai mặt của thương hiệu. Từ từ, con này của Google rồi. Anh em đợi em tí nhá, con này nó mặc được hai mặt cơ. Đây là một con của Gu Nhật Bản. Con này là con mà em chính tay em mở. Rộng vai 47, dài 73, độ rộng 62. Chúng ta sẽ có mặt đầu tiên. Sẽ là màu xanh tím than như thế này. 6572 cân nặng 60-68 nhá. Khóa mặt, đây là mặt đầu tiên này. Đây là một con rất basic đơn giản của thương hiệu Gu. Hàng của Nhật ạ. Nó là một cái nhánh của bọn Anni. Nói chung là con này cũng khá là mới. Thôi để con này 700 thôi. Thương hiệu này cũng không quá to. Nhưng mà nhá, với những cái con áo mà em để giá rẻ hơn ấy thì mọi người vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhá.
Bởi vì là để nó đỡ nhầm cốt ấy, không đi cốt lại. Đi cốt lại 800 nghìn thì về sau mọi người lại phải sửa cốt, nó bị mệt. Đây là mặt sau, à mặt bên ấy của nó này, bên hông của nó này. Mặt trong của nó sẽ là màu sáng. Một con áo phao mà có thể mặc được hai mặt. Và mã này của chúng ta sẽ là mã 18, Gu Nhật Bản, lông vũ cực kỳ xịn. 19 chúng ta sẽ đến với một con phao lông vũ của thương hiệu Converse. Mọi người săn đầu mùa đi, săn đầu mùa thì áo nó sẽ rất ngon, không phải cân nhắc nhiều, áo rất xịn luôn. Chúng ta sẽ có một con màu nâu đậm với form size 6572 và cân nặng là 60-68 của Converse. Và con này cũng sẽ là size M chuẩn. Với mã sẽ là mã 19, chúng ta sẽ có rộng vai 48, dài 67 và độ rộng bụng 54. Và chúng ta sẽ đến với Converse Nhật. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Dicky, thương hiệu ra đời vào năm 1922. Và đây là một con Dicky siêu đẹp nhé. Rộng vai 45, dài 74 và độ rộng 53. Bây giờ mà mọi người cân nhắc thì vào đến mùa đông mọi người vẫn sẽ phải mua với những con áo thậm chí còn không ngon như thế này, với cái giá cũng ngang ngửa. Thế nên là thời điểm này nó chưa thực sự quá lạnh ấy, nó chỉ là mùa thu thôi. Thì anh em mua trước về xong rồi anh em giặt là các thứ cẩn thận thì nó sẽ đến mùa đông mặc sẽ rất là sướng. Màu đỏ đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Dicky chính hãng, 3.7 triệu, 3.8 triệu con này đấy. 6572 cân nặng 60-68 nhá. Con này size M chuẩn. Với mã sẽ mã 20. 21 đi ạ. 21 chúng ta sẽ đến với còn vợt. Rộng vai 48, 49, dài 68 và độ rộng bụng sẽ là 58. Chúng ta sẽ tiếp tục với một con Converse với chất liệu là lông vũ. Phao năm nay thực sự là, kể cả là gió năm nay ít hiệu. Và để mở ra một cái clip toàn hiệu nha em đã phải mở mười mấy kiện này. 6572 cân nặng 60-68 này. Lưu ý kỹ giúp em nha, hàng nó rất ít hàng. Chưa có một năm nào mà mở hàng nó khó như năm nay luôn. 21 800 22 Puma lông vũ. Rộng vai 57, dài 79 và độ rộng bụng là 60. Con này nó sẽ qua đùi đấy anh em nhé. Đây là mã 22, hàng chính hãng của Puma. Con này 1m70 đến 1m80 và cân nặng thì cân nặng con này cũng sẽ là từ khoảng 70kg đổ lên. Một con rất basic đơn giản của Puma, nhưng nó là hiệu anh em, mà nó là hiệu to luôn ấy. Con này túi của nó là túi ngang nhé. Ê, con này trong kiện hàn anh em, lông vũ là lông vũ xịn ấy. Lông vũ này thì mặc kiểu chống siêu lạnh chứ không phải là lạnh bình thường. Tiếp em. Vẫn còn Dicky à? Không phải Dicky thì chúng ta sẽ có Kappa 23. Rộng vai đây, tay em ơi. Rộng vai 50, dài 78 và độ rộng bụng sẽ là 57. Chúng ta sẽ có form size sẽ là 1m con này form size sẽ là 1m68, 1m75 và cân nặng là 6575 mặc giúp em nhé. Trong kiện phao thì màu đỏ với màu vàng là hai màu mới nhất. Đây cũng là một con siêu mới đấy. Đấy. Bây giờ mà bỏ ra khoảng với cái kiểu gọi là lạm phát như bây giờ, đồng tiền nó mất giá trị như bây giờ thì thậm chí là anh em phải bỏ ra hơn một củ thì anh em mới mua được một con phao lông vũ xịn mà lại gọi là hàng pha ke. Nhưng mà đây là hàng chính hãng nha. Đây là hai bạn. 24 chúng ta sẽ đến với Fila. Lông vũ xịn đấy ạ. Rộng vai 46, dài 66 và độ rộng bụng sẽ là 54. Thì con này nó sẽ là màu cam, dành cho những ai mà không sợ cái việc quá nổi. Thực ra là con này cũng không nổi lắm đâu. Nó cũng không quá kiểu gọi là màu sắc lắm. Quan trọng nhất là hàng xịn anh em. Đây Fila 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60-68 nhé. Đây là một con hàng của Fila với mã sẽ là 24. 25 ạ. 25 chúng ta sẽ đến với Converse, rộng vai 45, dài 62 và độ rộng 51. Con này M gầy hoặc size S bằng giúp em. Vẫn là lông vũ thôi.
thiết kế rất đẹp. Đây, 1m60 đến 1m70 trong khoảng đấy, em mặc 73 thì nó hơi ngắn, nhưng mà cân nặng thì khoảng từ 68kg trở xuống mặc vẫn ok. Về khoảng bụng nó rất là rộng và nó là hàng lông vũ của Converse chính hãng. Đây là mã 25 26. Anh em mà bây giờ cứ đợi kiểu vào mùa bắt đầu anh em mới đi săn ấy, thì em nói thật với anh em luôn là vận chuyển nó bị lâu ấy. Cái lúc mà lạnh rồi mới bắt đầu đi săn thì nó sẽ bị vội. Puma này, chính hãng, lông vũ, rộng vai 45, dài 64 và độ rộng 50. Bọn em sẽ chỉ lên một clip này thôi nhá, để demo trước cái sản phẩm áo phao cho mọi người biết hàng phao năm nay nó như thế nào. Sau đấy là bọn em sẽ tiếp tục bán những sản phẩm dành cho mùa thu. Đến lúc siêu lạnh thì bọn em sẽ tung sản phẩm phao ra tiếp. 65-70, cân nặng 60-68 nhé. Con này size M gầy. Ok chưa? Mã này sẽ là mã 26. Anh em đợi em chút nhé, để em xếp lại áo đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ với những mã tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã sẽ là mã 27. Này anh em nhìn này, Adidas xịn đét luôn. Con này phải sử dụng từ xịn đét mới hợp lý. Rộng vai 48, dài 73 và độ rộng 58, màu cũng đẹp chứ. Độ mới cao lắm anh em. Đấy, cứ săn mấy con này thì không bao giờ phải nghĩ về vấn đề liên quan đến giá luôn. 65-72, cân nặng 60-70, Adidas chính hãng. Phao đợt đầu tiên nha anh em nhé. Đẹp lắm. Anh em thích hàng gọi là phao thanh lý thì chắc là anh em phải đợi em bán khoảng 3 tháng thì bắt đầu nó sẽ có phao rẻ. Còn đầu mùa nó đắt. Bọn em nhập vào nó không rẻ đâu. Thế nên là không thể bán rẻ được. 28 Anion Bay, hàng Hàn. Một con phao này, anh em nhìn vào cúc đi kèm. Con này sẽ dành cho siêu đại Hàn thôi chứ không phải là đại Hàn. Đây là mã 28 nhé. Bây giờ mà em mặc cái áo này vào thì sẽ mùa này nó sẽ bị nóng. Nhưng mà mọi người nhìn này, nó quá đẹp luôn ạ. Con này mới đến 98% nhé. 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-68 nhé. Khóa khiếc ngon lành, mới như này thì không phải test nhiều. Và đây là mã 29 ạ. 29 chúng ta sẽ đến với một em rất đẹp của thương hiệu Blue Fox. Con này thì made by Blue Fox Design Team. Nó có website luôn. Và nó là hàng lông vũ. Rộng vai 45, dài 75 và độ rộng 55. Ui, xịn đét, con này còn có cả công nghệ chống nước. Nhưng mà mùa đông thì em thấy là ít khi mà kiểu lúc mà nó lạnh hẳn thì ít khi mưa. Thế là cái công nghệ chống nước này nó cũng chắc là không tác dụng. Năm ngoái em bán cho rất là nhiều người đi gọi là đi sang nước ngoài. Và đến năm nay em vẫn được ủng hộ rất nhiều người hỏi. Đây, mấy cái con mặc cho đại Hàn này. 65-72, cân nặng 60 đến 68. Mặc con này là vừa. Mặc mùa này là bị nóng anh em ạ. Hôm nay chỉ có 40 mã thôi nhá. 29 30 ạ. 30 chúng ta sẽ quay trở lại với Dicky. Anh em bảo mở bao nhiêu kiện phao nó mới ra được ngần này siêu phẩm anh em. Đây, Dicky chính hãng. Rộng vai 46, dài 72 và độ rộng 52. Nói là 800.000 nó đắt đấy chứ còn đối với cả phao như thế này mà 800.000 thì là rẻ anh em. Không thể nói là đắt được. Với một cái con phao như này mà nó xứng đáng với cái giá này thì là nó quá xứng đáng luôn. Con này màu xanh dương nhá. 65-72, cân nặng 60-68 luôn. Hai lớp khóa, hàng của Dicky chính hãng. Em bao mọi người check thoải mái nhé. Đây, con này nó là hai con áo chứ không phải là một con áo nghe. Cái lớp trong của nó tháo ra được. Đây này, mọi người nhìn cái đường khóa này. Nó sẽ có cái đường khóa trong này, mọi người tháo ra thì mọi người sẽ có một cái con áo gần như một con áo gió Dicky. Nó xịn đến như thế cơ mà. Đó. Cái lớp lông vũ ở trong tháo ra được nhá. Dã màn xịn. 31 Dicky. Rộng vai 43, dài 73 và độ rộng 50. Thậm chí con này còn màu còn đẹp hơn con vừa nãy. Đây là màu rêu. 65-72, cân nặng 60-68.
Size nhà em thì đa phần là đều phù hợp với đại đa phần người Việt Nam. Năm nay em còn mở được khá là nhiều các con phao phao mà nó dài khoảng 1,5 m. Nó chùm luôn cả đầu gối luôn, nhưng mà chưa lên vội. Cứ chơi mấy cái con trước như này trước đã. Dicky chính hãng nhá. Form size M 6572 cân nặng 60-68. Em bao check chính hãng toàn quốc luôn cho mọi người nhá. Áo Dicky. Mã này sẽ là 31 32 ạ. Đắt sắt ra miếng đấy. 32. Chúng ta sẽ đến với order. Quá ngon rồi. Rộng vai 46, dài 65 và độ rộng 46. Con này thì form vừa khít với size M gầy. 6572 cân nặng 60-68 luôn. Cổ mũ của bọn order này là lông thật nhá. Và lớp lông vũ của nó siêu dày thôi. Cũng chia sẻ luôn với mọi người là tất cả những sản phẩm này nó sẽ chỉ để phù hợp cho cái mùa đại hàn thôi. Là lúc nào lạnh hẳn ấy thì mới nên mặc. Hoặc anh em có thể mua về để dự trữ, hoặc là anh em mua về nếu mà anh em đi các nước kiểu Đông Âu, Bắc Âu ấy thì ok nhá. Đây là những cái con phao siêu siêu xịn luôn. 32, 33, 33. Chúng ta sẽ đến với XME. Con này của thương hiệu, nó là một cái dòng của bọn Mylet ấy, Mylet Limited. Đây là những cái con áo mà được sản xuất với gọi là số lượng giới hạn. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng 52. Một con lông vũ của Mylet. Dòng Xtreme. Nói chung là anh em mà đi châu Âu nhiều, mặc hàng hiệu nhiều, nhìn phát biết luôn đấy mà. Đây này, 6572 cân nặng 60-68. Nhìn con áo nó gọi là gọi như nào nhỉ? Nói như nào để anh em hiểu. Nó toát lên cái việc là nó xịn ấy. Là nhìn con áo phát biết luôn là hàng hiệu luôn. Mặc hàng hiệu lâu thì không thể mặc hàng bình thường được. Ui, dày thế. Tiếp ạ. Chúng ta sẽ đến với The North Face với mã 34. The North Face không phải lúc nào cũng có nhé. Rộng vai 46, dài 67 và độ rộng 53. Lông vũ màu, đây là dòng The North Face 800. Đây là lông vũ màu đỏ đen của The North. Đối với The North thì màu nào em cũng lấy, form nào em cũng lấy, size nữ em cũng lấy. Bởi vì với một con áo phao kiểu chính hãng của The North như thế này thì giá mua mới cực kỳ đắt. Cái thương hiệu này đã là một cái thương hiệu nó đắt đỏ rồi. Con này cũng là size M, 6572 cân nặng 60-68 rồi. Ai, dán kiểu gì đây? 34 ạ. 35. 35. Mọi người nhìn con Frankstone này giá màn. Rộng vai 49, dài 72, độ rộng 54. Một vài con nó sẽ rất nặng nhé. Bởi vì ngoại trừ cái lớp lông vũ ra thì nó còn có một lớp kiểu gọi lớp giữ nhiệt cực kỳ dày ở bên trong nữa. Anh em mà đi gọi là phẫu thuật mấy con áo này ra thì anh em mới biết là trong nó xịn như nào. Và đây đều là những con hàng em bao mới trên 90 nhá. Đây. Đẹp chưa? Đấy, khóa túi hai bên ngon lành, nguyên. 6572 cân nặng 60-70. Con này đến 70 mặc được ấy. Mã này của chúng ta sẽ là mã 35. Mọi người biết tính em rồi, ngon thì em bảo ngon. Nhưng con siêu ngon như này là siêu ngon này. 36, một thương hiệu của Ý, và chúng ta sẽ đến với Nepa. Phao lông vũ của Nepa với rất nhiều tem. Rộng vai 52, dài 80 và độ rộng bụng 60. 6875 cân nặng 6575, tay rộng nhé. Hàng Nepa. Mùa này bán phao là hơi sớm đúng không anh em? Nhưng mà sớm, săn sớm thì mới được siêu phẩm. Mà giá đâu có đắt đâu. Này, Nepa. Anh em về anh em bỏ ra khoảng 30 đến 40 nghìn tiền giặt là nữa là cầm về là một con áo giá vài củ ngay mà. Nói chung là mấy cái mã này nó rất là đẹp. Đây là mã 36 ạ. Và so với cả giá mua mới thì anh em sẽ có được một món hời. 37. Này mọi người nhìn này. New Balance. Rộng vai 52, dài 78 và độ rộng 50. Lớp giữ nhiệt trong còn nguyên nhé. Lông vũ của New Balance. 37.
đẹp điên luôn ấy. 6572 cân nặng 60-70. Khóa con này siêu to luôn. Anh em có tin không? Cái này là em chia sẻ câu chuyện của em thôi. Có những cái kiện em chỉ mở em lấy được đúng hai con. Một kiện ấy, lấy được hai con. Năm nay làm ăn nó khó. Có những kiện thì lấy được khoảng mười mấy con, nhưng mà có những kiện cả một kiện lấy được hai con. Đây là mã 37. 38 ạ. Mọi người cứ đi tất cả các kênh giúp em nhé. 38. Tham khảo chán đi. Puma, nhưng con này form hơi thời trang nhé, màu kem. Này toàn bộ logo Puma ở phía bên trong này. Rộng vai 51, dài 67 và độ rộng 57. Đây là một em lông vũ của Puma. Từ từ nhá, để em lên form cho mọi người xem. Đây, màu kem, ấm lắm. 6572 cân nặng 60 đến 70kg. Tầm 68kg mặc là ngon nhất. 65 đến 68 mặc là ngon nhất. Với lông vũ chính hãng này mọi người không cho máy giặt giúp em nhé. 38 đi giặt hơi là giặt khô là hơi thôi. Chứ đừng cho máy giặt, cho máy giặt nó bị kiểu cuộn bông lông vũ vào cùng một chỗ ấy. 39 ấy. Polar ham. Siêu dày. Rộng vai 44, dài 69 và độ rộng bụng 53. Mọi người nhớ nhá, tất cả những con áo phao này không giặt máy nhá. Giặt máy nó túm tụm vào ấy là ghê lắm. Kiểu cái vòng xoay của cái việc vắt ở trong máy giặt ấy, nó sẽ khiến cho lông vũ nó bị chạy về tay hoặc là chạy về những cái chỗ mà góc góc của con áo ấy, thì cái lông vũ nó sẽ không được chạy đều. 6572 cân nặng 60 đến 68kg cho mã này. Và giá vẫn sẽ không đổi, 800.000 cho một mã. 39. 340 là mã cuối ạ. Bán từ từ thôi anh em. Adidas. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng là 53. Một con áo Adidas phao đơn giản. Ui, đẹp hết nhỉ. Con này giống áo câu lạc bộ đấy. Khóa kép nhá. Con này 65 đến 72 nhưng cân nặng 60-65 thôi. Bởi vì con này form của nó sẽ là form slim, mặc sát người. Ok. Và cuối cùng thì vẫn còn một con Adidas để cho mọi người săn. Và ngày hôm nay thì mã VIP 50 sẽ là mã kết thúc clip. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip lần sau. Những cái con này thì anh em cứ mang về, xong anh em gọi là đi bỏ thêm ít tiền ra để đi giặt giúp em nhé. Chứ đừng giặt máy. Lông vũ này không nên giặt máy anh em. Mã này của chúng ta sẽ là mã 40, VIP 40 và là mã cuối. Bao check chính hãng toàn quốc nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với clip của Cường Người Thân. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối mai nhé. Bye bye.